Còn một món ăn thử luôn đi anh. Nhìn anh như lính Mỹ luôn các bạn. Tướng đô quá đã. Ok. Ồ, cái này ngon nè các bạn. Cái này năm học các bạn, muối quá trời. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở giữa sầu riêng Phương Trang nha các bạn. Đến đây là video chia sẻ cho các bạn xem về sầu riêng Phương Trang. Cơm vàng hạt lép bao ăn. À. Em học nghề không? Anh này nhận đàn em luôn nè. Trái vàng rất là lạ luôn các bạn. Năm học. Tuyệt vời. Rất là đã luôn các bạn. Ba cái tư nè. Siêu VIP luôn. Rồi, em thấy đằng khôi bên này cho em chai luôn. Tách sầu riêng siêu lợi hại luôn các bạn. VIP luôn các bạn. Wow. Tuyệt vời luôn các bạn. Rồi, khách tới luôn. Ngon, chẳng những ngon mà ngon lành cành đào. Muốn lấy ngon hơn nữa hả chị? Ngon hơn nữa hả? Vậy thua luôn. Có mua được mà. Miễn phí xịt luôn đó. Dạ,
Cái cung rung đó chị. Mua rồi. Anh đã mua rồi. Bầu cái muối cháy nhẹ cho khách nha các bạn. Cầm một mối ăn thử luôn đi anh. Nhìn anh như lính Mỹ luôn các bạn. Tướng đô quá đã. Ok. Hôm nay lính Mỹ vô vừa sau game Hương Giang mua. Hai bộ năm sáu học luôn các bạn. Siêu phẩm. Rồi khách tới luôn. Này các bạn, đó, hôm nay bán trong một buổi chiều các bạn. Trong một buổi tối. Anh trai lấy thêm một trái nữa các bạn, anh trai thử ngon ok. Anh trai lấy thêm một trái nữa các bạn, ăn ngon ok, tổng cộng 2 trái. À. Tới luôn các bạn ơi, liên khúc chiều mưa luôn. Tuyệt vời. Khách tới luôn các bạn. Đây,
80k nè chị. Rất là lạ luôn các bạn. Đây. Này các bạn. Anh muốn nhiều cơm nấu nha. Bị tra cái ánh đèn các bạn. Cái này nằm hộp to các bạn. Siêu phẩm luôn. Rất là đã luôn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn.